Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cái cách bơm xăng và thay đá cho cái bật lửa Zoro ZXN này. Đấy, đây là cái hộp chiếc bật lửa Zoro ZXN nhé. Và chiếc này thì sử dụng xăng đá bấc của Zippo. Đấy. Đây. Để bơm được xăng cho cái phiên bản ZXN này thì cũng rất là đơn giản. Nó cũng giống với lại Zippo, thì các anh sẽ mở nắp và rút ruột nó ra nhé. Đây. Rồi đó đây. Nhiều anh khi mua về thì không biết cách bơm xăng ấy, thì sẽ bơm trực tiếp vào cái lỗ này thì là sai hoàn toàn nhé. Bơm vào cái lỗ này thì các anh chỉ sử dụng xăng được tầm một ngày thôi là nó hết. Còn nếu mà các anh muốn sử dụng xăng mà bơm đúng cách ấy, thì chúng ta phải bậy cái lẫy chắn xăng này lên, kìm miệng chắn xăng này lên đó. Đấy, còn cái lỗ này là cái lỗ để chúng ta để đá dự phòng nhé, và bậy lỗ này lên, bậy cái này chắn xăng này lên đó. Chúng ta sẽ bơm xăng trực tiếp vào trong cái khoang này. Đây, ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn cho mình là một bình xăng Zippo nhé. Đấy, bình xăng Zippo chính hãng. Bơm vào. Đó. Cái này thì em đã bơm vừa nãy thì em đã bơm sẵn xăng rồi. Và bây giờ em chỉ bơm thêm một tí vào thôi để hướng dẫn các anh thôi. Đấy. Khi nó đầy lên như vậy là xăng đã đầy nhé. Đó. Để test lửa thì xem này. Đó, nên rất là nhạy nhé. Và để thay đá thì cũng tương tự với Zippo luôn. Đây anh rút ra. Thay đá thì chúng ta sẽ vặn cái này ra. Đó, vặn ra. Đó. Đá này. Và khi thay, khi viên đá này hết thì anh em lấy viên đá khác thì cũng thay tương tự như thế, nó bỏ vào. Và xoắn cái này lại. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây là chiếc bật lửa của hãng Zoro nhé, mã hiệu là ZXN. Bên em đang bán với giá là 300.000. Âm thanh rất hay. Đó. Dòng hai mục đấy.